Hey, luôn mọi người đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ không quay về game nha. Thì mình sẽ quay về về mô hình của mình, những mô hình của mình đã săn được nha mọi người. Thì mình nói luôn, thì mình cũng có nói trên kênh của mình á, mình sẽ quay những cái gì mà liên quan đến Pokemon nha. Làm bất cứ cái gì liên quan đến Pokemon như là mô hình, bài và game. Tức nói chung là những gì liên quan Pokemon nha. Chủ yếu hôm nay thì mình sẽ cho mọi người thấy cái mô hình Pokemon của mình nha. Mình sẽ giới thiệu cùng, nhưng mà mình sẽ giới thiệu mô hình của mình cho mọi người coi ha. Thì nếu ai có những con nào á, hay con gì hiếm á, thì mời cứ bình luận dưới video này ha. Mình cứ nói mà mình dân Pokemon mình cũng thích phái sử dụng săn mô hình này lắm. Thì con đầu tiên nó chính là Ulban á mọi người. Thì cái con Ulban này á là thời gian là Pokemon phát ke thôi, này mình mua ở quê. Thì hồi đi học trường thì mua 2-3 ngàn con thì cái chuyện đó là chuyện bình thường mà đúng không, chuyện đó mình quá bình thường rồi. 2-3 ngàn con hình dạng nó đâu bằng được bên view mình đâu, rất là xấu. Mà tiếp theo thì là Pokemon Kini. Đó là không, cái thuộc dạng cái kiểu của nó là loại Kini, loại buôn bé. Thì cái này thì nhìn mọi người nhìn kỹ thì nó cũng đẹp hết mọi người ha. Đây là Bulbulihu, nhìn rất khá là ok. Trong nó thuộc nè mọi người nhìn camera mình mở thành không thấy thấy rõ được. Cái này buôn dạng Kini á, nhìn khá là ok đẹp hết nha mọi người. Thì con này mình cần mua là 25k, con này mua giá 25k nha, nhìn rất là ổn phết nha. Thì bữa nay video này á chủ yếu là mình quay về những Pokemon của Galaxy thôi. Ừ, nay mình quay với những Pokemon của Galaxy thì mình sẽ có những Pokemon khác nha. Tiếp theo thì có con này đây, còn Gengar. Thì con Gengar mình thấy trên phim thì nó có hơi của Galaxy á, nó có thể con dường như là nó có hai loại Mega với Diamond á. Galaxy không có Mega nhưng mà Galaxy có Diamond. Dường Gengar của mình thì cũng như dạng là phát ke thôi, mua 2-3 ngàn con thôi. Nói chung là mình có nhiều con phát ke, nhiều con là ghiêu lắm mọi người, nên mình chơi nhiều. Đây là Odikuli nha, nó cũng là phát ke luôn. Nhưng mà pha ke thuộc hàng hiếm nha. Hồi trước đó là có biết nói sao cả. Nói chung là Odigoli là thuộc dạng là Pokemon hàng 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 hiếm á. Odigoli trong giới pha ke là thuộc dạng hàng hiếm á, hiếm đi săn đi gặp mọi người. Thì mọi người biết sao không, thì ra có Odigoli nữa, sao mình nói nó hiếm. Thì ra trong pha ke Odigoli thì dạng hiếm rất là nhiều có ha. Thì ra trong phân nó pha ke thôi, nhưng mà có nhiều con pha ke hiếm luôn á, kiếm săn cũng rất là khó. Chỉ còn con cá sấu con này nè cũng là có 3 ngàn con à, thì cũng nghĩ nó cũng thuộc dạng không phải là dạng hiếm đâu ha, này cũng dễ dễ mua lắm. Tiếp theo là có con bự cũng là của taxi thì Palayado. Con này mình học có mua mà cũng không đổi mọi người ơi. Con này mình lụm thôi, lụm cũng dơ lắm, mình về mình giặt thì mới được vậy nè, nhìn nó không ra hồn ha, đúng là pha ke cũng khác. Tiếp theo là Don Fan mọi người. Thì mình đố mọi người nhìn ra con này là thuộc dạng là Kumi hay là pha ke mọi người, nhưng mà là ghiêu hay là pha ke nha mọi người nhìn kỹ nha. Nè, nhìn thì nó cũng rất là được phết đấy nè, nghe không? Nghĩa là mình còn một con non fan nữa, nhưng mà cái do cái ngàm này của nó nè, nó bị ngắn hơn một bên này của nó, trong hai 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 bên á, một bên ngắn một bên dài. Thì mình đố mọi người là mọi người nhìn ra được con này là hoặc dạng là Gil hay là hàng Kumi nha. Đố mọi người Phật ke hay là hàng Gil. Tiếp theo chính là Getcuza. Getcuza này thì mình mua của shop
ăn xong nha mọi người, 30k của mình đấy. Kiruya Miga đàng hoàng nha. Chung là cũng đẹp, cũng được nha mọi người. Ok thì khi mình quay xong á, mình sẽ ghim để mấy cái shop, chung là mình mua trên Facebook. Mua thường một sẽ mua bên An Song với Happy Shop nhiều, Happy HC á. Nếu bạn nào muốn mua thì mình sẽ để hai cái, ý là nếu bạn nào có thích mua hình á thì mình sẽ để hai cái shop ở trên trên nick trên video của mình á, rồi kèm mới mua nha. Thì hai người đó bán trên Facebook nha, có gì nhắn hai người đó được. Tiếp theo là Pico Pico, Pico không, một bộ môn khá là dở ha. Nhưng mà con này mình khá là ưng ý nha mọi người. Xây dựng nhìn rất là đẹp ha, rất là ok phết á. Con này mình mua nhiêu mình cũng quên nữa. Con này đúng lý ra con này là hồi gian là buôn cắm lỗ mọi người, cắm lỗ cái bút á. Con này mình nhớ là con này mình được cặn, đây mình mua được nhiều á, cái shop cặn mình như là shop bên ăn xong cặn mình con này. Tiếp theo là con cây cà lô mua nhìn đây mình sẽ cho mọi người thấy một điều này, là cây cà lô sẽ đổi sừng nha, sừng này sẽ cắm thẳng xuống dưới đó. Cây cà lô sẽ đổi sừng, cây cà lô sẽ cắm sừng này xuống dưới nha mọi người. Thì mọi người có lúc lên lúc này mọi người tức mắc mắc tại sao mình để con cây trâu này vô đây ha, thì ra là mình không có cây cà lô. Thì mình con trâu này là con trâu trong đàn trung thu mình lấy ra để tượng trưng thành làm cây cà lô á. Rồi chung là giờ là cứ qua BBG ha, con này thì 6D điện luôn, nhưng mà thuộc dạng pha ke mà cũng 3.000 con. Đây đây bu mô mình khá là cưng, thấy cưng ha. Ú một 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 mỉm nè, là cả bigon nhìn cưng như sợ. Con này cũng có cái lỗ này, mà cái lỗ này ghim gì không biết nữa. Con này thì mình mua với giá mình mua bên Happy Shop, mình mua với giá nhiều quỳnh còn không nhớ nữa, cũng ba mấy ngàn á, 35 thì á, 35-40 vậy đó. Con này là con chim cú mèo nha. Cái này là cái loại cái gì nè, cái loại này là cái loại gì quýnh kêu rồi, không phải là cái loại kumi hay kini, cái này mình quên rồi, nhưng mà giá nó cũng thuộc dạng là 30k đó. Mà mình không nhớ kênh nó là kênh gì, nhưng mà bà bánh nó 30k. Thì bạn nào biết cái này kênh gì thì bạn người bình luận xuống cho mình nha, thì mình quên không nhớ kênh nó là kênh gì á. Tiếp theo thì là một một chim hệ lửa mình khá là thích ha, là con Fire. Trong lúc này là cái dạng này của nó là dạng đang đánh nè, à, đang 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 bay nha. Nhìn đẹp ha mọi người. Con này thì mình mua cũng 30k luôn, nhưng mà mình săn con Kini khá là nhiều ha. Kini á, dạng là bông bông nhỏ khá là nhiều. Mọi người thấy cái là nhất vụ con này thì mình mới bực một đẹp chuyện. Lúc trước là mình có săn một con là một con Agizikin á, nó rất là đẹp, mình rất là phái nó luôn. Thì con nó trên nào ăn FB shop có sáng đó, bán hai làng mình săn hai làng không hết hai làng. Thì mình xét nhượng á, cái ông kia ổng gạch ổng mua chuyển khoản, ông mua gạch chuyển khoản luôn, hai lần đều vậy luôn, chán ghê. Có không ai lấy mà ông kia ông gạch chuyển khoản chưa hai lần luôn. Thì chắc mình cũng thắc mắc xích nhường là gì, thì nếu ai muốn biết không biết xích nhường thì mọi người cứ lên biết shop mọi người mua là mọi người biết sẽ biết xích nhường là gì. Đây và Pokemon mình thích nhất trong các Pokemon ha, đó chính là Mekan Mikame, à, Pokemon lực sĩ, Pokemon một con thầy thép, à, nhìn khá là mê ha. Thì coi mình ra mình gấp hết con này, này cái cây nó chuyển động được nè. Ủa cái này này ở à, trên năm được con bên này quên nữa, đây bị gì vậy, ủa chết mẹ rồi, bên đây bị gì rồi, trên năm được con bên nè, cái đây vô nó bị gì rồi, heo luôn. Thì cái con này thì mình cũng mua giá nó là cũng có bên Happy Shop luôn, giá là cũng đâu
trăm á. Con này lúc trước này mình mua, nhưng mà con này có ba giá, nhầm nhầm shop bán, nhầm shop bán 100, nhầm shop bán 150, nhầm shop bán 70. Nhưng mà lúc mình mua là mình mua con giá con này là 100, mình mua con này với giá 100 nha. Một bộ môn khá là ưng ý, khá là thích đó. Tiếp theo là cái con này là khóa thân ớt kỳ diệu mọi người. Con này quần là con Shikiso cấp 2 nha. Nhưng mà mình nhìn nó kỹ này, nhìn nó xíu xíu mà của cái gì không mà để vô cho đủ bộ quên dùng canh vô ra xa xe thôi và ke mà. Theo là con Dodaikatsu, con này cũng là dạng là Kini Kini nha, cũng là 25k, con này 25k, con này mình mua bên ăn xong nha mọi người, nhìn khá là dễ thương ha. Đúng là mình khá thích mấy con loại thì là Kini mọi người, nhìn màu nó đẹp mà làm nhìn khá là ok phết á. Hiện Fisher này cũng thuộc dạng là Kini luôn mà nè, Fisher. Còn đây này con gì giờ đây nè, đây chính là con Chikaya mà bị đột biến màu, có một đúng một màu một đây, thêm Google Kini nữa. Trời ơi hai con xấu đây vậy. Cái con này á là mình mua trên Shopee, Shopee nó có bán đâu đâu đi 300 mấy chục con, 400 mấy chục con gì đó, trăm một trăm mấy chục ngàn được, như được như đó con á. Mà bên phát keo mà mua chứ là để cầu chơi thôi, rất bên là không biết á mua ai cả phát keo không luôn á, mà màu xấu quá à, đâu được đẹp đâu. Này nó Gugini ha, dục qua bên đây. Cái này là con Lugalugan mà cái đuôi nó hơi vấn đề, mình để dồn để lâu á cái đuôi bị lung lay, nó muốn muốn gãy đuôi nè, đuôi giá kiểm sắt nữa nè. Đuôi này Lugaliga nè, con này đứng không có được nữa, vì sao có chân để gì sao nhỏ đứng không biết nữa, đứng bị xéo nè, đứng được nè, đứng được không mà nó bị ngã ngã thì chứ. Này là Lugaliga nè mọi người, con này thì mình mua 40k, tại cái đuôi nó bị gãy á, bị đi xếp đứt nè, nên sắp bán gãy mình 40k. Còn Lysol này nè, Lysol này mua mua 10.000, mua trong chợ đúng 10.000 luôn, bị cái hình thái nó vô hồn cái sợ, cái hạ họng muốn muốn bóp họng nó ghê chứ, chứ gớm. Trời ơi con ghê gì nè, Naigo của tôi bị sức cai rồi, sức khiêng nó rồi. Con này mình mua cũng khổ săn lắm, cây này lúc này mới ra có nhiều người săn lắm. Này mình săn với giá là 60k. Ờ 50k chứ lộn nữa, 50k. Mình khá là thích con này để dùng Gala Ball Galaxy nè. Lúc nó mới ký quá, Galaxy mới phục được ký quá được á, mình khá là mê nó. Nên mà phải tranh thủ niệm bùn bút phục mua mua liền luôn á. Săn liền, phục liền luôn. Trời ơi, cái gai con này bà mẹ nó, nó xong dính vô gì. À, khá là đẹp phết nữa. Khá là đẹp phết ha. Thì theo là có chuột lửa. Chuột lửa này nhìn vô hồn quá à. Chắc này cũng pha ke mà, đi chung qua bên đi. Con này cũng pha ke luôn, nhưng mà pha ke này con này mình đổi chào buông ha. Màu xấu quá, gớm. Đấy, cái này là con Cocot Pokemon từ là cái gì đụng cứ khóc, đụng cái là khóc của Sakashi. Này cũng là Kini, mình cũng mua bên ăn xong luôn. Cũng 25k. Nhìn đúng là giống con này nè, với con Dodaikatsu á. Là hai con này mình mua cùng một lúc luôn. Với con Chugin nữa. Nè, đây là Chugin. Con Chugin hơn dạng Kini nó hơi, nó có hơi xấu nha mọi người. Nó không được đẹp lắm. Tại vì nó nhỏ quá, di kiến nó không được có. Di cái xấu nhất cái ngay giết con kia cái chỗ cái cai nè. Cái cai này với cái miệng của nó hơi xấu một xíu. Nó không đẹp bằng hai con này, nhưng mà mình mua vẫn mua. Mình nuôi liền ba con này luôn, cây ba con này đều có Chakashi á, cây mình đang săn những Pokemon của Chakashi mà. Ba này đều là 25k hết, của bên mua bên ăn xong hết. Cái shop bên ăn xong này cũng khá là dễ thương á mọi người. Nè, như con này nè.
là cùng cái loại với cái con chim cú mèo hồi nãy, hai con này chung một cùng loại là 30.000. Trong cái loại này nó không phải là như mua này, nhưng mà Kumi, nó nhân Kumi đó, nhưng mà Kumi này là như là này càng dẻo bóp bóp được luôn á, nó không bị nó phải là nhựa nhựa đặc á, mèo giống này nè. Không biết cái kênh này là kênh gì mà không nhớ nữa, nhưng mà nó không phải là cái có cái này, ví dụ như mà nè đi. Còn Megami Kame thì nó vậy đúng không? Còn Megami Kame bên loại này á thì nó, nhưng mà cái cài nó dính liền với cái chân luôn, đi cục á. Ví dụ là nhâm chị á, cái loại gì mình mua lâu quá mình cũng không nhớ nữa. Con này thì mình mua giá là 7k. Con quỷ chiên đi cụ quần, hiểu là có con này nhìn muốn đấm cho mà phát vậy đó. Đứt con đứt việc con đường bị đứt cái đuôi đi. Ok mình mua 3.000 thôi, là con này là con Hikini Hikini nha, này mình mua đang xong nha mọi người, mua kỳ này với giá là 30k. Ngày này mình mua 30k không, nhưng mà nhớ là con này là mua lúc giảm giá lúc bên ăn xong giảm giá khuyến mãi kia đó. Mua cái có 10k hay 15k vậy như nó lộn nữa. Ở đây với con này luôn nè mọi người, Bicobus với con này luôn, cũng là hai con này cũng đều mua trong lúc giảm giá của Bukuma luôn, cả Clay On luôn. Đúng rồi nè, bạn này là mua cùng lúc giảm giá luôn, rồi con luôn như giá với con kia đều là giá dưới đâu 15k. Mình đố con này, người biết con này là con gì nè, nhìn sao biết được ha. Này Luca Leo mọi người, nhưng mà biến dạng. Cái logo này mình mua trong trường á, cái màu sắc đâu được đẹp như ra đâu nè, cái cổ nó bị đứt á, cái mà lấy gang sắt á mình dán vô xong mà lấy cát rồi phong phóng vô á. Mọi người biết con này bao nhiêu năm chưa? Rồi được đồ con này 10 năm rồi đó, 10 năm gì mà mình đang còn giữ nó, mà biết mà thích thế nào. Con này xưa muốn mua là hơi mệt á, thì súp khắp có trong trường bán có vài con à, hiếm, còn trong trang này thuộc dạng hiếm nữa nên mình phải mình giữ đó. Theo là cỡ khai điêu mọi người, khai điêu này mình mua giá với giá là 7k trong chợ. Con này là con én vua, thì con én vua này thì mình cũng không được đẹp lắm. Thì ra là mình có một con vua bự nữa, ví dụ mình bự mình để riêng cái hộp khác rồi, mình cả lấy cái này hộp nhỏ quá, để vua nhỏ với nó hộp thôi. Thì ra cái cánh nó cũng dài lắm mà mình cả lấy mình lấy kéo á, mình nhấp cái hai bên ba cánh của nó nè, nhấp cái đuôi của nó nè. Cái bây là cứ mày con đuôi không miếng chút gọi là đuôi vừa, nhấc đuôi sexy trong cái phim mạnh lắm mà trong đuôi này nhìn xấu. Chính ra con này mình mua luôn cái giá 3k luôn. Nghĩa là dưới là con Pikachu, nghĩa là mình Pikachu thì mình cũng có nhiều lắm, ví dụ mình đâu có đâu 7 con á mà mình mắc hết 2 con à. Mà còn mình cũng hiểu lý do bị mắc nữa, do chuột ngậm hay á, tại vì mình thấy biết mình thích Pikachu á, này để Pikachu ngay đầu nằm của mình á, chắc là do chuột ngậm nó ngậm xong nó tha đi kiếm hoài không thấy luôn. Một con Pikachu đội nón hình Z của dùng Sinnoh á thì nó hiếm lắm, với một con Pikachu đứng, Pikachu đứng là thuộc dạng Pha Ke luôn, nhưng mà Pha Ke đẹp đàng hoàng, còn nó mua lâu lắm rồi, nó mua cũng cỡ hơn 10 năm. Con này là Gacha Burger nha mọi người, con này mua nhiều quên kêu rồi, nhưng mà hình dáng của con này thì nhìn cũng mua cái phết cũng được, mà màu cũng ý đẹp. Này là Num Billabong, Billabong chung là mình con này hoặc con Kini này luôn, mà mình sang con này chẳng Kini nó hơi bị mệt á, mình chờ Kini đi mình sang mọi người nó chắc là khó đó. Này cũng 3 PK nhưng mà mình sang này Kini hơn khá là mệt, cái hiếm 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 ra. Này là con chim Mokugo nè, nhìn nó chọn nó cục, cục nhìn thấy cưng lắm mọi người, thì cục cục nhìn thấy cưng lắm, tròn tròn nhìn đã lắm. Và đây là bộ môn thích nhất trong bộ môn các ngã bộ môn Kakashi, đây chính là Gokashi.
Con này thì rồi mình ngồi biết rồi, giá mình mua rồi đó. Con này giá mình là mua cái là 90k mua được con này. Con này bẻ đầu cổ được nha. À, đầu bẻ được nè, bẻ được khớp cai nè. À, bẻ được khớp đuôi luôn nha. Mọi người biết giá tại sao con giá con này là 90k rồi đó. Đó. Này mình mua bên HC sống nha. Đổi gì? HC, HHC. HC shop nha. Khá đẹp ha. Ok. Hiểu coi thì video đến đây thì đã hết rồi. Thì mình hẹn mọi người ở những video sau. Mình sẽ quay những clip, những mô hình sau, những mô hình sau cho mọi người thấy nha mọi người ơi. Ok. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở những video sau nha.